đau đau đâu? Đào bàn ngón tay đây. Đây ngô. Đào Ồ, khớp nó sừng nữa. rồi sưng luôn mấy tay này, Dạ sừng bị hết bao lâu luôn. rồi? Năm ngoái à. Ở năm ngoái. Dạ. À, Cái lưng nữa, cái ở lưng lưng cũng luôn. đau nữa. Ừ. Dạ suy giãn tĩnh mạch, cái chân vừa nó nhức ở đây, cái đầu gối. Rồi Dạ. ăn 16-8 chưa? Ăn được 1 tháng rồi. Giỏi, Dạ. tức là mấy bà này coi trong đó rồi bắt đầu đi ăn không? Giỏi, Dạ. như vậy là đã đỡ rồi, Có uống rượu ớt luôn rượu đó. ớt rồi, Dạ nó cũng giỏi giảm được tí mà cái lưng nó đau. rồi, chồm đá chưa? Có chồm luôn rồi. Rồi vậy là khỏe rồi. Rồi Mà tới đây chi ạ? vẫn đau lưng. À, đau lưng à, đau chỗ Dạ. nào? Ở đau ở đây. À rồi Dạ. được rồi, được rồi, ok không sao. Rồi nhà ở đâu? Mà lên Bình Dương làm nhà ở chỗ Đồng Nai. À, đi làm mà làm ở Bình Dương. Dạ. À, rồi ok thôi được Cái rồi. cổ ở đây nó cũng cũng đau, nó cúi xuống hoài may đồ. À, mày đồ Ừ. cuối sao, cuối đau sao, Cuối đây. cuối về đau hả? Thôi vậy đây Nó do đau ở cổ, cái ở vai gáy đây nè. Nó làm người khó thở nữa. khó thở luôn, Dạ khó thở. sao đủ bộ vậy? Dành hết luôn ở cái gì chân suy giãn tĩnh mạch nó đau ở đây. Dạ. Mà thấy nhẹ nhẹ phải đi trước chứ đi học á nha. Ừ, sợ là đi không nổi là lúc đó là không biết sao. Thôi được rồi, thôi về được rồi. Tới đây phải thầy phải kéo cổ kéo Thôi lưng nha. nữa sao mà À, thầy xuống kéo cổ. Mà nó tới đây là phải kéo cổ. À, phải kéo cổ. Đó. À, đúng rồi. Ừ. Đau Ô, đau, 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 đau đau, đau, quá, đau quá. chết rồi, tiêu rồi, Ôi, đau, đau. đây đau dữ lắm, ở Đau, đâu đau, đau, đau. đau Ừ. đau đây, đau ở đâu phải không? Đau bẻ đi cho bà mấy phát đi. Rồi được, tốt. Tiếp cái nữa, muốn làm cái nào cũng được. Rồi ta lỏng ra. Rồi quay qua kia. Rồi ngồi dậy, mở xương ngực cho bà luôn. Ăn vậy hả? Thả lỏng ra, mềm người ra. Thẳng lưng làm gì? Ôi dồi. Thả lỏng ra. Mở không? Rồi. Nằm xuống đút cái tay vô đi. Lấy pha lấy cái này lấy cái khăn không, cái chơi kia tay kia cho tay này xuống. Rồi mềm rồi.
Đã hả? Rồi, hít vào, thở ra. Rồi, ngồi dậy đi. Rồi, cô cái lưng sao rồi? Đứng dậy coi duỗi rồi sao rồi? Rồi, cuốn cổ vô. À, cái tay nó cứng. Ngón tay nó cứng. Dạ. Không á. Đi lại coi lưng sao rồi. Đi nó nhẹ hả thầy? Rồi, cuối cổ coi nó hết đau chưa? Đỡ. Rồi, lại đây tôi dặn. Thứ nhất á, là mấy cái đó là làm hết rồi, không nói. Tối ngủ á, tại vì bị cột sống cổ. Chồm đá là một cặp ở đây, một cặp ở cổ nè, ngủ. Được chưa? Rồi, trong khi mà chồm nóng á, đá đó, thì hai cái bàn tay này nè, đúc vô trong cái đá. Đúng rồi, phải đúc vô cái tay, vô cái đá, cho nó nóng. Tại hai chân tay lạnh ngắt nè. Máu nó không ra để nuôi được ở đây. Thấy chưa? Cũng chồm một cặp bàn chân luôn đó. Đó thì ra về là tốt. Dạ. À, rồi hàng ngày dùng cái chiếc nhẫn á. Nhẫn làm. Phải làm sáng làm, tối làm. Ý là rảnh giờ nào làm giờ đó. Phải làm cái đó. Dạ. À. Không làm nó te, nó cứng. Nó cứng. Dạ. Rồi sáng thức dậy cái hai cái tay cứng hết đúng không? Cứng hết luôn. Rồi nhớ nha. Rượu ớt rồi phải uống, phải thường xuyên nha. Có muôn chai rượu. Đúng rồi, được rồi. Cái này uống phải có tính cách lâu dài. Dạ. À, rồi như vậy là ổn rồi đó. Mà duy trì những cái gì tôi hướng dẫn. Mà hình như cái lưng ở đây nó hình như nó cong lên làm sao á. Ờ, nó cong nãy kéo rồi. À, kéo rồi. Ừ, kéo rồi, bây giờ thẳng rồi đó. Bây giờ đi thẳng thớm rồi đó. Có gì đâu. Nha. Nhưng mà những cái gì tôi dặn là phải duy trì. Tại vì không có thể nào mà một cái tác động vậy là hết được. Mà nó nhờ vô ăn uống nè, rồi hốt không khí nè, rồi chườm đá nè, uống rượu ớt rồi các thứ nha. Ok. Mà cái đầu gối nó hơi ấn nhất ở trên đây là cái sao? Ừ. Thì cái đầu gối á, phải cái đầu gối này á, chườm nóng. Chườm nóng. Nè, rờ hai đầu gối thấy lạnh ngắt không? Rồi, nha, nhớ chườm nóng nha. Rồi xong. Có bấm gì không cần. Chườm nóng thấy chườm nóng thì được rồi. Bên này chân bả lạnh ngắt như nước đá. Nhìn nè. Trời đất ơi. Nha. Rồi, xong. Gì nữa? Tay bảy giùm cái tay. Rồi giấy tay cho má đi. Trời ơi ghiền giấy tay. Không phải cái gì chịu quá. Có vậy vậy không sao, ta bị bả bị cái viêm đa khớp dạng thấp ban đầu á, nó cứng khớp buổi sáng á, mà cái máu á, nó không có ra được hai cái đôi mấy cái đầu chi, đầu gối ba cũng lạnh, bàn tay cũng lạnh, mà cái chân cũng lạnh, chịu khó giùm đá nha. Ơi rồi được rồi, rồi được rồi, nói gì nhớ gì dặn gì nhớ, rồi xong rồi chưa?